Đây là phía phần kết nối của con bao lúc mai 510501 nha các bác. Em này thì chạy class A, class AB thì các bác chỉ cần một công tắc gà qua thôi, rất là đơn giản. Đây là đường kết nối vào, và đây hai volume tinh chỉnh, và đây là cầu loa, đây là nút nguồn, trở kháng 4-16 ohm nha, rất là rộng nên em rất là dễ gấp loa, và tiếng con bao này cực kỳ là hay, không cần rề, chơi không cần rề nha. Bass, mic, chép đủ giải cho anh em nghe luôn, mà tiếng nó cực kỳ là ngọt nha, rất là ngọt. Cái dòng lúc ma này tiếng ra cực kỳ ngọt luôn. Em này chạy 8 sò, công suất nguồn lên tới là 560W nha. Các bác có thể đánh vào những cặp loa bass 40-30 dB hoặc là những cặp loa Anh Quốc, loa Nhật, đánh rất là tốt. Thì sau đây mời anh em nghe ca khúc của nó thể hiện. Vâng, em Minh Chứng Bình Định xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test cái con bao dòng monitor của Lookman, có mã là A510. Dòng bao này công suất 560W, chạy 8 sò và chạy mặt class A hoặc class AB tùy theo các bác thích nghi class A hay là class B. Đặc biệt con bao này nó cho ra tiếng ba dài rất là hay, coi như là hay, các bác nghe như là tưởng một con bao trên 10 triệu nha. Dòng này là chuyên nghe nhạc nha, nó là dòng kiếm âm. Và sau đây mời anh em nghe ca khúc mà nó thể hiện rất là hay, không cần rề, các bác chỉ cần một cái đầu đĩa và kết hợp lên nó thôi, tại vì ba dải nó cân rất là hay, từ bass, mic, chép rất là tuyệt vời. Giá con này chỉ có 7 triệu thôi, anh em sưu tầm nghe nhạc rất là hay, đánh lo ri bê hầu như lo gì đánh tốt hết, tiếng rất là hay luôn. Con này thì năm trước em bán rất là nhiều rồi, năm trước về được 2-3 con thì các bác cũng lấy hết, vì nó nghe chắc tiếng nó y như đi đèn, chạy class A nha. Class A hoặc là class AB các bác chỉ cần một nút gạt qua thôi. Hãy subscribe.